Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ quay lại một video hướng dẫn cho các bạn cách ấn Telegram Story bạn bè nha các bạn. Thì tính năng Telegram Story hiện đã được áp dụng cho các tài khoản và tương tự như với tính năng Instagram Story hay tính năng Facebook Story á. Thì khi mà bạn bè đăng Story thì sẽ hiển thị ngay trên giao diện Telegram của mình nha. Ví dụ như đây, ví dụ như mình có một người bạn của mình đang đăng Story trên Telegram như thế này nha các bạn. Vậy thì làm thế như thế nào để ấn cái này đi? Thì đầu tiên là các bạn hãy mở cái ứng dụng Telegram lên và các bạn chọn cái Telegram Story người bạn mà các bạn muốn ấn nha. Ở đây mình có một cái thì mình sẽ chọn cái người bạn này và các bạn hãy nhấn vào cái Story đó nha các bạn. Các bạn nhấn vào giữ một lúc và nó sẽ hiện lên như thế này. Và tiếp theo là các bạn hãy nhấn vào hai Story được nha các bạn. Mình sẽ nhấn vào hai Story nha. Thì ngay khi mà các bạn nhấn vào hai Story thì cái Telegram của cái tài khoản đó cái story của cái Telegram cái tài khoản đó đã được ấn đi như thế này rồi. Thì nếu mà các bạn muốn mở lại thì các bạn nhấn vào cái phần đầu tiên trên cái ứng dụng Telegram nha, là cái phần này nha các bạn. Thì mình sẽ chọn vào cái phần đó rồi mình sẽ nhấn vào cái story đó nha. Mình sẽ nhấn vào story đó và mình sẽ nhấn vào story đó và mình nhấn vào unhide story. Thì như vậy là các bạn đã bỏ ẩn cái story Telegram của người bạn của bạn mà các bạn đã ẩn rồi. Thì như vậy là mình vừa hướng dẫn cho các bạn cách ẩn Telegram story bạn bè rồi. Nếu mà các bạn có bất kỳ thắc mắc nào thì để lại comment bên dưới mình.